Xin chào anh em đam mê Liên Quân, lại là mình Bóc Liên Quân đây. Chào mừng anh em lại đến với series câu chuyện về các lực lượng có trong tựa Liên Quân Mobile, nơi chúng ta sẽ tạm bỏ qua những cuộc đấu nơi chiến trường 5v5 để đào sâu vào bối cảnh và quá khứ để hiểu thêm về các lực lượng đã góp phần tạo ra một miền đất hứa đa dạng này nhé. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu tiếp đến với các thành viên có xuất thân từ một khu vực rộng nhất trên bản đồ miền đất hứa, đó chính là vùng đất Tân Liên Hiệp, với những thành viên vô cùng mạnh mẽ và đa dạng nhé. Ấy mà khoan đã nào, trước khi vô chuyên mục chính thì anh em đừng quên dừng khoảng chừng là 2 giây để nhấn like, chia sẻ cũng như là subscribe cho kênh Bóc Liên Quân để tiếp thêm động lực cho mình nha. Cảm ơn anh em rất nhiều, còn giờ thì cùng nhau vào việc thôi. Let's go! Tân Liên Hiệp hay còn được biết đến với cái tên là Liên bang Tự do. Đây là một vùng đất rộng lớn nằm ở phía nam bản đồ lục địa Athanor. Vùng đất này hoàn toàn không giống với những nơi khác trên bản đồ, khi nó là tập hợp của rất nhiều lực lượng và cả nhiều vị tướng đơn lẻ khác nhau đang sinh sống, và đương nhiên thì nơi đây không hề có một người đứng đầu hay thủ lĩnh nào cả. Chính vì là tập hợp của nhiều các lực lượng nên đương nhiên số lượng thành viên của Tân Liên Hiệp là rất đông đảo. Họ là những thành viên đầy trí tuệ góp phần tạo nên một Tân Liên Hiệp chủ phú văn minh và tự do. Các thành viên thuộc thành bang Mida của Tân Liên Hiệp. Thành bang Mida là một khu vực vô cùng trù phú tại Tân Liên Hiệp. Khi nhắc đến nơi đây, đương nhiên ta không thể nào bỏ qua được đại gia đình cơ khí của vị đại kỹ sư Moren. Gia đình cơ khí bao gồm 6 thành viên gồm Moren, Mas, Wish, Celica, Caffeny và Rossi. Họ tập hợp lại với nhau khi họ nhận Moren làm thầy và cùng nhau chung sống vui vẻ dưới mái nhà chung. Đương nhiên phải nhắc đến đầu tiên là người cha già Moren. Ông từ lâu đã tỏ ra bản thân rất thông thái và am hiểu về lĩnh vực chế tạo vũ khí và công nghệ. Nếu không vì tính cách ưa bạo lực và bướng bỉnh của mình thì có lẽ Moren đã trở thành một học giả chăm chỉ và thông thái. Tuy nhiên, với nguồn gốc là người lùn, khi ông chỉ cao 145 cm, cộng với việc Moren là một người có tính tình không mấy tốt đẹp như vậy, thì trong công việc, ông thường hay giải quyết những bất đồng trong học thuật bằng nắm đấm và đạn dược thay vì nói chuyện, nên ông đã bị bạn bè đồng nghiệp xa lánh. Vì vậy, không học giả nào muốn chấp nhận gã đi theo học viện. Điều này đã buộc Moren phải sử dụng tay nghề của gã để tìm kiếm hướng đi mới, và ông cuối cùng cũng tìm ra được hướng đi khác, đó là khoa học và cơ khí. Con người có ngày sẽ phải chết, nhưng vũ khí thì chỉ có ngày hiện đại hơn. Phần lớn các vũ khí tân tiến và mạnh mẽ của miền đất hứa đều do bàn tay của Moren chế tạo. Đại sư cơ khí Moren là một chuyên gia trong lĩnh vực chế tạo vũ khí. Tương truyền rằng 50% số vũ khí được đánh giá cao nhất ở miền đất hứa do chính tay Moren thiết kế hoặc chỉnh sửa. Không chỉ thế mà ngay cả một công trình đồ sộ là lâu đài cơ giới cũng là thành quả hợp tác giữa Moren và Slim mà thành. Vì vậy, từ những vị thần tối cao nhất đến bè lũ quỷ dữ khát máu đều rất để tâm tới gã. Điều này đã giúp Moren duy trì được một vị trí trung lập giữa hai phe thiện ác trong một thời gian dài. Thành viên thứ hai trong gia đình đó là người anh trai Mas. Cậu là nhà phát minh vĩ đại nhất lịch sử loài người, được gọi là thiên tài, ngôi sao sáng chế. Tuy nhiên, thuở ấu thơ của cậu bé này rất bất hạnh. Mas là một đứa trẻ mồ côi từ nhỏ, cha cậu thì chết trong chiến tranh, để lại trách nhiệm nuôi dưỡng Mas cho mẹ cậu. Thế cho nên, người mẹ của Mas đã phải lao động nặng nhọc để kiếm tiền và dần dần cũng trở nên suy kiệt và qua đời sớm. Gia đình không để lại cho Mas bất cứ thứ gì và điều này khiến cho cậu phải lăn lộn trên các con phố để sống qua ngày. Bởi vì Mas chỉ có một mình nên rất dễ để trở thành đối tượng bắt nạt của bọn trẻ lớn hơn. Nhưng chúng đã đánh giá thấp Mas rồi. Cậu bé với những phát minh của mình đã thành công đánh lại cả đám bọn chúng. Bất ngờ được chứng kiến cuộc giao đấu của Mas, Moren ấn tượng sâu sắc trước vẻ đẹp và sức mạnh bộ vũ khí của cậu. Cỗ máy mà Mas chế tạo tuy còn thô sơ nhưng đã cho thấy sức sáng tạo vô hạn. Biết được vũ khí này do tự tay Mas sáng tạo nên, Moren liền biết được Mas chính là một thiên tài. Sau đó, vì muốn giúp cậu ấy phát triển tài năng của mình, đại sư cơ khí mời Mas về nhà để trao đổi một số câu hỏi. Khi biết rằng cậu tự chế tạo cỗ máy này, Moren lập tức nhận Mas là học trò. Thành viên tiếp theo đó là Whips. Cô bé không chỉ là con gái nuôi của Moren, cô cũng là cô em gái ít tinh nghịch của cả gia đình cơ khí nữa. Cô gái nhỏ bị ghen tị rất nhiều ở thành phố Seda, khi nơi đây là một trung tâm của những tinh hoa tài năng từ khắp Athanor, vì cô sở hữu sự chỉ dạy tận tình của hai người kỹ sư tài ba là cha nuôi Moren và anh trai Mas.
Nhưng cho dù cô bé có không hài lòng vì những sự ganh tị đó, nhưng sự thật là khi có một người cha nổi tiếng và một người anh trai thiên tài thì cô cũng có những đặc quyền của riêng mình. Dưới tầm ảnh hưởng của họ, Whip đã trở thành một chuyên gia máy móc khi còn rất trẻ, mặc dù những thứ cô gái này chạm vào thường sẽ bị hư hỏng hay vỡ tan tành một cách cực kỳ bí ẩn. Cuối cùng cô được biết đến như là chuyên gia phá hủy của phòng thí nghiệm. Mỗi lần như vậy, Moren luôn phải ân cần xoa dịu Whip bằng những lời hay ý đẹp để có thể khuyến khích cô bé tiếp tục khám phá nghiên cứu thêm về máy móc. Cô bé Whip cũng rất tin tưởng cha mình và tiếp tục những thử nghiệm mới mẻ, nhưng người anh trai Matt lại chính là người phải gánh chịu những rắc rối từ mớ hỗn độn linh kiện do các vụ nổ bí ẩn mà Whip để lại. Trong vòng 2 năm, Whip đã dần làm chủ được mọi loại máy móc và khả năng của chúng. Cô bé cũng đã tìm thấy lý tưởng sống của mình trong những quả bom. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc cô phải di chuyển sâu vào núi, ở những nơi ít người sinh sống để thực hiện những thí nghiệm khác có sức mạnh cao hơn. Trong gia đình có lẽ chỉ có hai chị em Celica và Whip là có cùng máu mủ với nhau. Celica và Whip đều được sinh ra tại trấn Percy của Tân Liên Hiệp, nhưng vì một lý do nào đó mà cô nàng thậm chí còn không hề biết đến sự tồn tại của người em gái này, dù cho cả hai lúc nhỏ cùng nhau được mẹ gửi nuôi ở nhà Moren. Theo thời gian lớn lên, nàng cũng trở thành đệ tử của Moren. Thế nhưng, nàng trời sinh lại không phải là một cô gái thích an phận. Ngay khi vừa học được chút kỹ thuật cải tổ máy móc, cảm thấy mình đã đủ kiến thức an thân lập nghiệp, thì cô nàng liền để lại một bức thư rồi lén lút theo bạn trai mới quen trốn đi mất hút. Phải cho đến trước khi mẹ của Celica bỏ đi đã nhờ người gửi lại một bức thư và nói cô rằng cô ấy còn một đứa em gái được nuôi dưỡng ở chỗ lão già Moren. Vốn là cô không tin đấy, vì mẹ của cô nàng được chính cô cho rằng là không đáng tin cậy một chút nào. Liên kết điều này với sự bỏ trốn của Celica khỏi nhà Moren đã được nhắc qua ở trên, thì ta có thể thấy Celica là một cô gái không đáng tin cậy và điều này giống như được di truyền từ mẹ của cô nàng. Quay trở lại với việc sau khi đọc bức thư, cô nàng quyết định trở lại ngôi nhà của Moren để xác minh. Và đúng như mẹ Celica đã nói trong thư, khi cô đến nhà của Moren thì cô thật sự thấy Whip hệt như những gì mẹ cô đã nói trong thư. Từ đó cô quyết định rằng mình sẽ ở bên để theo dõi và chăm sóc cho người em gái từ trên trời rơi xuống này và cũng trở thành một thành viên trong đại gia đình nhà Moren. Thành viên tiếp theo của gia đình cơ khí đó là cô nàng Rosie. Cô vốn là con cháu của một gia đình thuộc dòng dõi thám hiểm, vốn đã vô cùng lừng danh từ những ngày xa xưa. Để nói về sự nổi tiếng cũng như chiến công mà gia đình cô đã mang đến cho cả vương quốc này, thì không thể không nhắc đến mỏ khoáng sản đã mang đến sự thịnh vượng và trù phú cho cả miền đất hứa. Mỏ khoáng sản ấy là do chính người nhà của Rosie đào ra và trao lại cho vương quốc sử dụng. Gia tộc của Rosie dù rất tài năng và hạnh phúc từ danh tiếng và quyền lực đã có, nhưng bọn họ cũng không kém phần điên rồ. Đáng ra thì với những cống hiến như thế thì cả gia tộc đều có thể an phận mà sống trong sung túc. Nhưng với dòng máu khao khát sự khám phá luôn sục sôi trong huyết quản bao đời mà đã khiến họ bỏ ra một khoản tiền lớn để giao phó con mình cho những người bạn thân quen và xách ba lô lên đường tìm kiếm những thế giới mới. Và đây cũng chính là cách mà ba mẹ Rosie đã đưa cho Moren một khoản tiền tương tự và để lại Rosie nhờ ông ấy chăm sóc và dạy dỗ cho cô ấy. Từ đây, Rosie lớn lên ở thành bang Milda bên cạnh người cha nuôi Moren và trở thành một trong những thành viên trong đại gia đình cơ khí. Tuy nhiên, với dòng máu di truyền từ tổ tiên, Rosie rất nhanh chóng đã trở nên vô cùng khao khát phong cách sống của cha mẹ mình. Cô chẳng nhớ được gì nhiều về họ, nhưng những bức thư của họ gửi cho cô thì luôn tràn đầy những điều hạnh phúc và lãng mạn. Và cũng chính vì những điều này đã khiến cho cô nàng Rosie nhỏ nhắn, với trí tưởng tượng phong phú, cứ thế mà mơ mộng về một chàng hoàng tử đồng hành cùng mình không thôi. Sau này, vào dịp sinh nhật của Rosie, cha mẹ của cô nàng đã tặng cho cô một anh tráng lửa, tên là Argit, và một bản đồ kho báu chính tay bộ đội đã soạn thảo với tất cả lòng yêu thương vô bờ. Cụ thể, trên đấy được đánh dấu và phân loại tất cả những vị trí của các kho báu khá lẫn chưa từng được khám phá. Và đương nhiên, không thể từ chối được khát vọng phiêu lưu của mình, Rosie cùng Argit đã cùng nhau lên đường. Và thành viên cuối cùng của gia đình cơ khí đang sinh sống tại Milda đó là Kafeni. Cô nàng vốn được sinh ra trong thành bang Kazel, nhưng vì sớm đã tỏ ra vô cùng thích thú với khoa học và kỹ thuật, nên cô được cha mẹ cho đi du học tại thành bang Milda. Tại đây, cô đã nhận kỹ sư Moren làm thầy và chăm chỉ theo ông học tập những phát minh mới. Nửa năm trước, từ Milda du học trở về, tràn ngập trong Kafeni là ước mơ được làm việc cùng cha mẹ trong trung tâm nghiên cứu video. Nàng từ Milda mang về một siêu máy tính và công nghệ chế tạo bộ khung động lực. Những đóng góp này đã giải quyết một loạt những bài toán tồn đọng về động lực của OICW và đặt nền móng vững chắc cho mục tiêu sản xuất hàng loạt của tập đoàn này. Trung tâm nghiên cứu cha mẹ Kafeni đang làm thuộc quân xưởng video.
Quân xưởng này là doanh nghiệp quốc phòng có quy mô lớn nhất trong Liên bang Tự do, trong đó việc dây chuyền sản xuất vũ khí và tiêu thụ đều bị luật pháp liên bang quản lý nghiêm ngặt. Do đó, những loại vũ khí tân tiến này được cam đoan chỉ sử dụng để bảo vệ chính nghĩa và trong các cuộc chiến tranh hợp pháp. Cafeni không ngờ tới, tổ chức bí ẩn cực đoan Hội Ám Hoàng lại chính là thế lực ủng hộ cho OICW. Và trớ trêu thay, cha mẹ nàng lại là những thành viên của tổ chức này. Hội Ám Hoàng đang toàn lực thúc đẩy hạng mục nghiên cứu vũ khí này của OICW vì một mục đích sâu xa, đó chính là vũ trang cho một chi bộ đội đặc chủng với một mục đích duy nhất, đó là quét sạch các chủng tộc khác. Vì vậy, Milda trở thành mục tiêu số 1 mà Hội Ám Hoàng nhắm vào. Nguyên nhân cho việc đó là vì nơi đây chính là ngôi nhà của những kỹ sư lão luyện, có tay nghề chế tác tinh xảo và tài giỏi. Tất cả những yếu tố này đều là tài nguyên quý giá mà Hội Ám Hoàng không thể thiếu. Khi phát hiện ra sự thật, Cafeni liền bị cha mẹ giam lỏng, nhưng cô nàng đã tự dùng những kỹ năng mà mình học được để thoát ra ngoài và chấm dứt những ý đồ xấu xa của OICW. Sau đó, cô quyết tâm trở về lại Milda, nơi có một gia đình khác là gia đình cơ khí đang chờ đón cô. Ngoài 6 thành viên của đại gia đình cơ khí, vẫn còn một thành viên có xuất thân từ thành Milda, đó chính là Laville. Anh chàng có xuất thân là từ thành bang Milda của Tân Liên Hiệp và hiện anh chàng đang sinh sống tại một khu vực ở phía đông thuộc quận Monroe. Chàng sinh sống ở đây từ nhỏ nên xét đến việc thừa hưởng phần tính cách của một người Milda là vô cùng bình thường. Anh chàng luôn luôn có vẻ lạc quan và rất thích chơi bời lêu lổng khắp nơi. Tuy vậy, anh chàng vẫn còn có cho mình một định hướng nhất định và sự yêu thích lớn cho việc bắn súng, nên khoảng thời gian những người khác bằng tuổi với Laville đều vẫn còn đang lăn lộn đầu đường xó chợ để chơi bời và không có việc gì để làm, thì anh chàng lại miệt mài với việc luyện tập trong sân tập. Những kẻ lăn lộn như thế nếu ở vương quốc Oka thì có lẽ sẽ bị coi là phế vật, nhưng ở Milda điều này lại rất bình thường đối với họ. Sau một sự cố diễn ra thì Laville cứ như vậy mà chính thức trở thành một thành viên của Tháp Quang Minh. Tính tình hắn vốn đã lãng tử và thân thiện, thế nên tại Tháp Quang Minh cậu cũng rất nổi bật. Vì vậy, các thành viên Tháp Quang Minh phải bỏ ra thời gian rất lâu để thích ứng với tính cách lắm lời của hắn. Thậm chí đến cả vị thánh đồ Enzo từng công khai biểu hiện tuyệt đối không cùng Laville làm bạn. Laville đối với cái này cũng không thèm để ý. Cậu thấy nơi này thật sự quá nặng nề, cần có một người như hắn đến điều tiết bầu không khí. Cậu ngày ngày đi theo Zone học tập kỹ xảo xạ kích, đồng thời được Tháp Quang Minh đặc biệt chế tạo ra vũ khí mới cho riêng mình. Rất nhanh sau đó, Laville liền được sắp xếp vào tiểu đội ánh sáng để cùng những người đồng đội hoàn thành nhiệm vụ. Và trên đây chính là cốt truyện của lực lượng sinh sống tại thành bang Milda của Tân Liên Hiệp, một nơi có rất nhiều thành viên vô cùng thông thái với những kỹ năng chế tạo máy móc tuyệt đỉnh, nhưng lại nằm ở phe trung lập và hầu như không tham gia vào trận chiến giữa phe phái, trừ anh chàng Laville hiện đã gia nhập Tháp Quang Minh. Thủ đô Kazel của Tân Liên Hiệp là nơi tượng trưng nhất cho nền văn minh phát triển của nhân loại với những phát kiến đột phá trong việc sử dụng đá ma thuật Andura. Cuộc sống nơi đây đều tuân theo một trình tự ngăn nắp và tiên tiến nhất. Kiến trúc nhà trong thành bang Kazel phân hồ rõ ràng cách tầng lớp. Nhà ở tầng lớp người dân nằm ở tầng lớp dưới cùng thường có tông màu tối u ám và ảm đạm. Những người ở tầng lớp trung đến cao sử dụng càng nhiều vật liệu xây dựng phong phú nhưng vẫn phân biệt giữa độ cao và thấp khác nhau. Ngoài ra còn có những nóc nhà được điểm màu hoàng kim ở trên đỉnh và khung cửa sổ được sơn vàng. Cao nhất ở thành bang Kazel là tầng lớp lãnh đạo, dinh thự của họ có hình trụ kết cấu thủy tinh. Ngoài ra, trụ sở công cộng của chính phủ Tân Liên Hiệp được sử dụng những vật liệu tốt nhất thì dinh thự của họ được xem như là được đãi ngộ rất cao. Năm tòa nhà được làm bằng hợp kim ngân sắc và được gắn biểu tượng của Tân Liên Hiệp. Trong Kazel có hai loại hình di chuyển cho người dân. Một phần lớn bộ phận người dân đều đã sở hữu xe tư của riêng mình. Xe tư gia đình thường có màu ánh kim và có nóc dù gấp để lái đi trong mọi thời tiết. Ngoài ra, các phương tiện này thì còn có hệ thống giao thông công cộng do những công ty lớn tổ chức, đó là xe khách Kazel để phục vụ cho tất cả mọi người. Màu sắc chủ đạo dễ thấy, đó là màu xanh lam. Xe này tối thiểu chở được 4 người, tối đa 28 người. Các phương tiện của cư dân thành phố Kazel đều phụ thuộc vào nhiên liệu và loại đá ma thuật Andura. Chúng dùng ma thạch Andura để làm động cơ và vận hành bằng nguyên tố ma pháp cùng điện tử. Gầm xe được trang bị các lưỡi đạo như cánh để chuyển hướng và khống chế tốc độ. Ngoài ra thì người dân nơi đây cũng được hưởng thụ nền văn hóa tinh tế và nghệ thuật hoan mỹ của nhân loại. Từ cách ăn mặc của người dân thường ngày sẽ dễ dàng nhìn ra họ thuộc tầng lớp nào, nhưng do cuộc sống ở đây ở mức bình dân cũng đã khá xa hoa cho nên họ ăn mặc cũng rất đẹp.
Và đó là thông tin sơ bộ mà tụi mình đã tìm hiểu về thủ đô Kazel. Tiếp theo đây, chúng ta tiếp tục tìm hiểu đến những thành viên nhận nơi thủ đô màu mỡ này làm quê hương nhé. Thành viên đầu tiên của danh sách này đó chính là cô nàng nhỏ bé Isa. Cô nàng vốn xuất thân trong một gia đình có truyền thống chính trị cao quý của Tân Liên Hiệp. Phụ thân của nàng là nghị viện cao cấp trong thành bang Kazel. Vào năm 10 tuổi, Isa đã lạc vào một khu rừng sâu để rồi bị một bầy sói truy sát. Nhưng chính vào lúc này, nàng đã được tí nị cứu. Về sau, Isa đem tí nị về nhà làm thú cưng và là một người bạn của mình. Trong quá trình theo học tại trường cao học trung nữ sinh Thánh Doan, Isa và tí nị đã cùng nhau tìm hiểu thông linh thuật và đạt được những thành tựu nho nhỏ. Lúc 11 tuổi, phụ thân của Isa mời Sephira đến để tìm hiểu về tí nị. Sephira nói với Isa đây là ma chủng đến từ vực hỗn mang và nó có thể mang đến nguy hiểm cho cô nàng, đồng thời khuyên Isa sẽ thả nó về lại với khu rừng. Nhưng Isa cự tuyệt không coi đây là sự thật và vẫn giữ tí nị bên cạnh mình. Năm 15 tuổi, Isa một lần nữa lại bị băng đảng bắt cóc trói lại. Khi bị bắt cóc, Isa thông qua hai mắt của tí nị phát hiện ra tung tích Veret tại hiện trường, nhưng sau đó cô bé lại vì mệt mỏi mà thiếp đi. Sau này, Isa cảm giác được chính là tí nị đã giúp cô bé trốn thoát. Cũng bởi vì để giải đáp những bí mật trên người tí nị, Isa liền đi học viện ma pháp để đăng ký nhập học. Ngoài cô nàng Isa có xuất thân từ thành bang Kazel, thì một lực lượng hiện đang chiếm giữ cho mình một vị trí tại thành bang Kazel thuộc Tân Liên Hiệp và cũng là một lực lượng vô cùng mạnh mẽ và bí ẩn, đó là tổ chức Hội Ám Hoàng với các thành viên trực thuộc đều có xuất thân từ ngay ở vùng đất Tân Liên Hiệp này. Tuy nhiên, mục tiêu trước mắt của tổ chức là diệt sạch kẻ địch, không phải nhân loại. Thành viên đầu tiên cũng là thành viên hiện đang giữ chức vụ cao nhất trong hội, đó là anh chàng Quillen. Quillen ngày xưa vốn là sinh ra trong một gia đình quý tộc giàu có ở Tân Liên Hiệp. Chính vì thế nên ngay từ thuở nhỏ, hắn đã có một môi trường rất tốt để có thể tiếp nhận một nền giáo dục hoàn hảo. Thế nên hắn cực kỳ có hứng thú trên con đường chính trị. Sau khi thành niên, Quillen đã thuận theo sự chỉ dẫn từ trước mà gia nhập vào diễn đàn Tân Liên Hiệp. Hắn rất nhanh đã trở thành một ngôi sao mới nổi trên chính đàn. Quillen công khai ủng hộ dị tộc uy hiếp luật để làm bàn đạp mạnh hơn cho khát vọng chính trị. Sau khi nhận thấy có sự tương đồng trong lý tưởng và nhận ra sự phát triển của bản thân trong tương lai khi là một thành viên trực thuộc, Quillen đồng ý gia nhập vào lực lượng Hội Ám Hoàng. Đây là một tổ chức cực đoan nhân loại tối cao. Sau một thời gian hoạt động, Quillen đã trở thành một trong những thủ lĩnh của Hội Ám Hoàng. Thậm chí hắn còn tự mình bồi dưỡng nên những sát thủ vô cùng tài ba, điển hình như Veret cùng Emily là hai người nổi bật trong số đó. Quillen một mực tin tưởng chắc chắn rằng bản thân mình có thể sẽ thực hiện được tham vọng trong tương lai. Thành viên thứ hai của Hội Ám Hoàng và là một người cấp dưới của anh chàng Quillen đó là Veret. Cô nàng cũng giống với cấp trên của mình khi được sinh ra tại Tân Liên Hiệp, nhưng cô lại thiếu may mắn hơn anh chàng khi phải lớn lên trong một viện mồ côi. Năm 13 tuổi, nàng bất ngờ được đưa đến trước mặt Quillen. Hắn ta đem Veret dẫn tới một chỗ có tên là Tu La Chiến Địa. Tất cả bọn nhỏ vô gia cư khi được đưa vào Hội Ám Hoàng trước tiên đều phải tụ tập ở đây. Bọn chúng sẽ trải qua quá trình tự ám sát lẫn nhau để có thể sống sót. Điều này tạo cho chúng một môi trường cạnh tranh và đào thải vô cùng tàn khốc. Càng về sau, Veret càng có sự ngưỡng mộ đặc biệt với Quillen. Thông qua ngày huấn luyện, nàng rốt cục đã trở thành người nổi bật nhất bên trong Tu La Chiến Địa. Vì để có thể thu hoạch được tín nhiệm của Tulen, Veret không tiếc cùng ma tổng ký kết khế ước, cử hành lễ huyết cực kỳ nguy hiểm với cô nàng Vera. Sau quá trình huyết tế, cuối cùng Veret cũng thành công thu được sức mạnh của ma tộc. Khi đã giành lấy cho mình nguồn sức mạnh mới, Veret có được thực lực càng thêm mạnh mẽ. Nàng kiên nhẫn chờ đợi một ngày có thể thu được toàn bộ tín nhiệm từ Quillen. Amelie là người chị gái của cô nàng Veret. Cả hai được sinh ra tại Tân Liên Hiệp, nhưng cả hai đã không may bị tách ra nhau ngay từ nhỏ. Chính vì thế mà người chị Amelie đã phải thề trước mặt cha mẹ mình rằng cô sẽ cố gắng tìm ra em gái bằng mọi giá. Chính vì thế trong suốt 10 năm qua, bất kể cuộc sống của Amelie có đen tối đến thế nào, đôi tay luôn nhuộm đỏ máu ra sao, Amelie vẫn luôn một mực chôn giấu tâm tư và cô chưa bao giờ quên lời thề năm xưa. Nỗi niềm nhớ nhung người em gái thất lạc của mình này giống như một hạt giống mỏng manh đầy yếu ớt. Thế nhưng nhờ vào việc Amelie ngày đều tưới vào đấy những nhớ nhung, khắc khoải cùng với quyết tâm hoàn thành di nguyện của cha mẹ đã khiến cho hạt giống đó ngày sinh sôi một cách mạnh mẽ. Không những vậy, trong suốt khoảng thời gian lớn lên, Amelie luôn dành sự lo lắng cho người em của mình và cô hy vọng rằng vào ngày nào đó cả hai sẽ có thể đoàn tụ cùng nhau. Sau khi đã nhận ra được mặt tối của Hội Ám Hoàng, Amelie vận dụng mọi kỹ xảo và võ thuật tích tụ 10 năm để hạ gục mọi trở ngại, phá nát xiềng xích bản thân bấy lâu nay để lên đường tìm kiếm người em gái.
Một thành viên khác nữa của Hội Ám Hoàng đó là cô nàng Sinetra. Từ xưa, gia tộc của Sinetra đã luôn nắm giữ huyết mạch của một dòng họ cương giả ác ma của vực hỗn mang. Bí mật này bị gia tộc cẩn thận bảo vệ từng ly từng tí. May thay, bọn họ lại có một dung mạo bên ngoài giống hệt nhân loại, nên đã qua bao đời, bọn họ đều bám rễ và sinh sôi nảy nở lâu đời trong thành Kazel thuộc Tân Liên Hiệp và sinh sống như những người bình thường. Dựa vào nhiều đời thế hệ tích lũy sự cân cù cùng trí tuệ, cuối cùng gia tộc này đã thành lập nên một danh môn vọng tộc hiển hách. Sinetra và gia đình cũng vì thế cùng nhau sinh sống tại ngoại ô thành bang Kazel. Nhưng vào một đêm nọ, một biến cố đã đem gia đình của cô nàng rời khỏi thế giới mãi mãi. Vào năm Sinetra 12 tuổi, một trận đột kích của một đám người mặc đồ đen kỳ lạ trong đêm bất ngờ xảy ra, lấy đi sinh mạng của toàn bộ những người sống trong tòa trang viên thuộc ngoại ô thành bang Kazel. Những người khác đều chết thảm dưới đồ đao của đám người áo đen ấy, ngoại trừ Sinetra. Khi vào lúc đó cô đang nằm ngủ co quắp bên ngoài trang viên nên đã may mắn trở thành kẻ trốn thoát duy nhất. Thậm chí đến Sinetra cũng đã quên mình là như thế, lại giấu giếm được bản thân khỏi sự truy lùng của bọn người áo đen và còn từ trong trang viên chạy thoát về hướng Tây và gặp gỡ được cô nàng Detra. Sau sự cố tại khe nứt vực hỗn mang, cả hai quyết định gia nhập vào tổ chức Hội Ám Hoàng để tìm lại được kẻ thù đã ám hại dòng họ Sinetra và truy đuổi hai người. Thành viên cuối cùng của Hội Ám Hoàng có xuất thân tại Tân Liên Hiệp đó chính là anh chàng thông minh Thon. Anh chàng được sinh ra trong một gia đình giàu có thuộc thành bang Kazel. Cả cha mẹ của Thon đều có xuất thân từ danh môn vọng tộc. Chính vì sinh sống trong hoàn cảnh gia đình tốt đẹp đó, cùng với bối cảnh gia giáo đã góp phần làm tăng thêm thiên phú thông minh của anh chàng. Những nhân tố này đã giúp cho Thon rất nhanh đã trở nên vô cùng nổi bật trong đồng lứa. Nhưng trong lòng vị thiếu niên thiên tài này một mực có một bí mật. Chuyện đó bắt nguồn từ sinh nhật 6 tuổi của hắn, khi cha mẹ đã cùng Thon có một cuộc nói chuyện. Thông qua lần đối thoại kia, Thon mới hiểu được rằng cha mẹ của anh, hai người đều là thành viên chủ chốt trong một tổ chức bí mật mang tên Hội Ám Hoàng. Cũng vì thế mà Thon cứ thuận theo tự nhiên, trở thành một thành viên trong tổ chức ấy, Hội Ám Hoàng. Hắn không chỉ bắt đầu học tập điều lệ của tổ chức một cách hệ thống hóa, mà đồng thời còn được đặc cách tham dự vào các hạng mục, sự vụ tổ chức quan trọng bên trong. Theo thời gian, sự hiểu biết về Hội Ám Hoàng của Thon càng ngày càng toàn diện. Hắn đối với niềm tin của tổ chức còn có mục tiêu cụ thể, muốn đạt thành, càng ngày càng hoài nghi rằng tổ chức chắc chắn sẽ thất bại trong tương lai. Vì lẽ đó mà Thon đã có suy nghĩ muốn thoát ly khỏi tổ chức. Nhưng cuối cùng hắn vẫn từ bỏ dự định không sáng suốt này, bởi vì chỉ sức mạnh này của anh căn bản là không có cách nào cùng quái vật khổng lồ như Hội Ám Hoàng đối kháng. Thế là Thon mang theo tâm tư phức tạp và mâu thuẫn ẩn núp trở lại trong tổ chức. Nhiều năm qua, dựa vào mạng lưới tin tức ngầm rộng lớn cùng với ma súng khế ước trong tay, Thon một mực dùng thân phận ngụy trang sinh hoạt trong thế giới ngầm của thành bang Kazel. Từ trước tới nay chưa từng có ai biết vị lãnh tụ thanh danh vang dội dưới mặt đất này lại chỉ là một cậu học sinh chưa trưởng thành. Và trên đây chính là câu chuyện của các thành viên sinh sống tại thủ đô tiên tiến nhất của Tân Liên Hiệp. Ngoài việc sở hữu những công nghệ cao và cuộc sống đầy đủ nhất, Kazel còn có rất nhiều thành viên mạnh mẽ của tổ chức Hội Ám Hoàng nữa. Điều này sẽ góp phần giữ vững nền tiến bộ của thủ đô Kazel mãi về sau này. Sau khi đã cùng nhau tìm hiểu về các thành viên thuộc về các lực lượng và các khu vực cố định trên vùng đất Tân Liên Hiệp rộng lớn này, thì đến với phần 3 này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về các thành viên sinh sống tại các nơi khác nhau của Tân Liên Hiệp và cũng có một số thành viên đã rời khỏi quê hương này của mình nhé. Mở đầu cho danh sách này chính là Pen. Anh chàng được sinh ra ở một gia đình chuyên nghiệp về lĩnh vực âm nhạc thuộc Tân Liên Hiệp. Ngay từ thuở nhỏ, hắn đã biểu hiện rằng mình có thiên phú dị bẩm với khả năng âm nhạc và cảm âm vô cùng kiệt xuất. Bởi vì trời sinh Pen có đôi mắt âm dương quỷ dị, nên anh chàng luôn bị người đồng lứa coi là quái vật. Hắn dần trở nên xa cách với người khác, cho nên tính cách cũng theo đó mà dần dần quái gở, thậm chí có một chút khép kín cùng tự ti. Chỉ có trong lĩnh vực âm nhạc, Pen mới có thể có những biểu hiện vượt xa thường nhân. Đây là con đường tắt duy nhất trợ giúp hắn thể hiện giá trị bản thân mình. Năm 12 tuổi, Pen đã có thể sáng tác ra nhạc phổ vượt qua tiêu chuẩn của một người trưởng thành. 15 tuổi, hắn liền có thể lên đài chỉ huy một dàn hợp xướng biểu diễn vạn người chăm chú. Nhà soạn nhạc thiên tài, hào quang nhạc trưởng từ đây mà cứ thế quấn quanh hắn. Nhờ nghiên cứu thâm sâu vào lĩnh vực âm nhạc, Pen phát hiện bản thân mình vậy mà có thể thông qua sự thăng giáng của âm luật mà điều khiển dàn hợp xướng cùng linh hồn của người nghe. Những rung động của linh hồn rơi vào trong mắt của hắn, thiên phú mắt âm dương cùng nốt nhạc như trời sinh một cặp. Tiếp theo trong danh sách những người có xuất thân và đang sinh sống tại Tân Liên Hiệp đó chính là Elsu. Anh chàng vốn được sinh ra tại tòa thành Mizada thuộc địa phận Tân Liên Hiệp.
Không lâu sau khi sinh, cả cha mẹ anh lần lượt tư giã cõi đời trong một trận dịch bệnh nên anh đã lớn lên tại một cô nhi viện, vốn là nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Elsu từ lâu đã có tình cảm đặc biệt với nơi này, nhưng vì cạn kiệt nguồn khoáng sản, tòa thành Mizada trù phú, lẫy lừng năm nào, giờ chỉ còn là chiếc bóng của quá khứ. Nền công nghiệp hóa với quy mô khổng lồ đã từng mang đến Mizada vô số tài phú, nay đã không còn nữa. Thứ duy nhất còn sót lại ở nơi đây là những đống rác thải công nghiệp đồ sộ. Cũng vì lý do đó mà tòa thành ngày càng suy bại cả về kinh tế lẫn hoàn cảnh sống. Điều này khiến dân chúng dần dần ra đi tìm một chốn nương thân mới. Dĩ nhiên, trong cuộc sống luôn có những cá nhân với những lựa chọn khác biệt. Elsu chính là một trong số đó, với quyết định ngoan cố cắm rễ tại đây. Trong bối cảnh thế lực hắc ám xâm lược lần thứ hai, khi chiến tranh dần tiến đến giai đoạn cuối, Liên bang Tự do với tư cách thành viên của Liên quân các nước sẵn sàng tung tất cả lực lượng cho trận đại chiến. Và đương nhiên, tòa thành Mizada này cũng không ngoại lệ. Gần như tất cả trai tráng đều nguyện tham gia vào trận chiến lịch sử này, ngoại trừ Elsu. Mặc cho chẳng mấy ai thấu hiểu tình cảm đặc biệt này của Elsu với tòa thành, nhưng anh nguyện gánh tất cả lời lẽ thế gian, dù có bị chê bai hèn nhát, khiếp nhược, đào binh, miễn là anh được ở lại để bảo vệ nơi này. Đó chính là lý do anh chọn không tham gia cuộc chiến. Thành viên tiếp theo trong danh sách này chính là anh chàng Ata. Anh chàng này vốn là di dân mới của thành bang Boring, là một bến cảng thành bang. Boring không giống thành bang đất liền, có được cơ sở công nghiệp dày đặc, nhưng nó lại banh trướng về sức mạnh thương nghiệp, là vô số đường tắt trong mộng tưởng của những thương nhân. Vì mộng tưởng, hắn cam tâm đi lên từ công nhân bốc vác của bến tàu thành bang. Thương đội nối liền Nam Lai Bắc Vãng không dứt đến Boring sau khi dừng xe đổi thuyền hoặc đỗ thuyền đổi xe. Dường như động mạch chủ luôn trào huyết mạch không dừng, Ata khí lực lớn lại chịu khó, chẳng những hắn đường lấp đầy bụng mà còn có thể có chút cóp nhặt. Nhưng sự cân cù của Ata trong mắt một số người lại trở thành một loại uy hiếp. Ai bảo hắn làm được quá nhiều việc chứ? Cứ thế mãi công nhân bốc vác dựa vào bến tàu kiếm miếng cơm ăn, nhất là người đã có tuổi già khổ lực, liền dễ bị chết đói. Trong quốc độ của nhân loại, Tân Liên Hiệp có thái độ với dị tộc là bao dung nhất. Bên cạnh đó, Liên Hiệp còn công khai một hệ dự luật đến bảo hộ quyền lợi hợp pháp cho dị tộc kiều dân tại bên trong Liên Hiệp. Một đám tráng hán không ra bên cửa gây sự, liền thừa dịp Ata tan tầm, lặng lẽ chặn hắn trên đường đi qua trong hẻm nhỏ. Đối mặt một đám tráng hán không có hảo ý, Ata trực tiếp dùng nắm đấm chào hỏi. Sau một lát, Ata sưng mặt sưng mũi, rốt cuộc vẫn là cùng bọn này ngổn ngang lộn xộn, nằm dưới đất là oai oái, đặt thanh hoa giải. Hắn là đến Boring kiếm tiền, không phải để đoạn nhân sinh của kẻ khác. Huống chi, sau khi đánh qua, hắn cùng bọn hán tử này hơi có chút cùng chung chí hướng. Hữu nghị của nam nhân có đôi khi không hiểu thấu. Ata độc thân, sông sáo Boring, cứ như vậy cùng nhóm tráng hán hỗn thành một đoàn, đem công việc trên bến tàu toàn bộ nhận hết, đồng thời cũng cố tình nâng giá. Ata túi tiền ngày càng đầy đặn. Thời điểm trời tối người yên, ôm bình rượu xỉa răng, Ata gối lên cánh tay nhìn trời, luôn luôn có chút nỗi lòng khó hình dung. Hắn hiện tại cảm giác cuộc sống cũng khá đầy đủ so với người giàu. Và thành viên cuối cùng sinh sống tại vùng đất Tân Liên Hiệp rộng lớn này, đó chính là Roker. Người ta thường quên rằng Roker, vị quận trưởng luôn rạng rỡ đầy sức sống, cũng đã từng là một chiến binh quả cảm cho đến khi họ nhìn thấy những vết sẹo trên tay của anh. Nói không ngoa khi kể về chiến tích của chàng nọ thủ pháo đài Casanova này thì có đến Tết cũng chưa hết. Thế nên, tóm lại cho nhanh, Roker trỗi dậy cho một số lực lượng hải trưởng cuộc chiến. Một trong số đó chính là trận Basket chứ danh. Thật sự rằng các chiến tích có dính đến cái tên Roker mà được chồng lên nhau thì đảm bảo còn cao hơn cả anh chàng là cái chắc. Hào hùng là thế, nhưng cuộc đời của Roker lại khốn khổ vô cùng. Khi từng thành viên của gia đình anh không tử trận vì chiến tranh thì cũng mất vì nạn đói. Thế gian chỉ biết đến chiến thắng Basket vang dội, nhưng nào có hay, đây là nơi biết bao chiến hữu thân cận của anh chốt hơi thở cuối cùng. Nào chỉ có thế, sau đó khi Roker cố bảo vệ con người khỏi lời nguyền của kẻ thù, thì anh đã phải trả giá cho điều đó khi buộc phải hy sinh cánh tay phải của mình trước khi nó kịp tước lấy mạng sống của anh. Dân làng ngay khi vừa gặp mặt thì đã ngay lập tức phải lòng chàng quận trưởng vui vẻ và chính trực này. Ai lại có thể cưỡng lại nổi sự cuốn hút của một viên chức với tấm lòng và lý tưởng khác biệt hoàn toàn với tất thảy. Anh luôn bừng bừng tỏa sáng, mang lại hạnh phúc mọi nơi anh đến. Tuy nhiên, khi thực thi sứ mệnh thì chưa có kẻ nào dám đùa với chàng dũng sĩ này, bởi dù gì thì gì, chỉ hoan hỉ xuông thì há có thể giữ gìn được trật tự. Sự khởi xướng của Cục Công Thương
cùng mối quan hệ ngày càng tốt đẹp hơn giữa Liên bang Tự do và rừng Veno đã mang lại thông thường lộ, một con đường mới được thành lập chạy xuyên thẳng qua thị trấn nhỏ của Roger. Sự bùng nổ thương mại mang lại của cải trù phú cùng dân cư đông đúc, nhưng đồng thời rắc rối cũng từ đây mà ngày càng leo thang. Để tránh mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát, Roger quyết định sẽ bày tỏ rõ thật kỹ càng tất cả lập trường trước những kẻ nhập cư, bởi vì anh có một và chỉ một mục tiêu: giữ gìn an toàn và quyền lợi của cư dân thị trấn này, cũng như đảm bảo mọi hoạt động kinh doanh đều hợp pháp và đúng mực. Và không phụ lòng tin tưởng của mọi người, mọi nỗ lực của anh đều đã được đền đáp khi không một kẻ mới nhập cư nào đến dám dính líu bất kỳ hoạt động mờ ám, trừ khi chúng muốn bị nghiền nát bởi vị quận trưởng Roger. Chỉ trong một nốt nhạc, trật tự được duy trì và anh vẫn là Roger của ngày hôm nay, một vị quận trưởng đáng kính mến. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với danh sách các thành viên đã rời bỏ Tân Liên Hiệp nhé. Thành viên đầu tiên trong danh sách những nhân vật đã rời bỏ quê hương của mình đó chính là Van Hen. Anh chàng có xuất thân cũng là từ Tân Liên Hiệp. Tuy nhiên, trước khi trở thành thợ săn ác quỷ, cả dòng họ của Van Hen đều chỉ là công phẩm đối với bè lũ huyết tộc. Bọn họ chỉ đơn giản được xem là nguồn dinh dưỡng được chăm sóc hàng ngày để chờ cho đến một thời điểm nào đó. Khi mà huyết tộc cần cung cấp lương thực thì họ sẽ trở thành thức ăn của chúng mà thôi. Với cương vị là một thành viên ưu tú nhất của cả dòng họ, Van Hen đương nhiên kiên quyết không thể tiếp tục số phận đen tối này của mình và cả dòng họ. Van Hen đã cùng khẩu súng huyền thoại của mình để phá nát gông cùm xì xích của bầy huyết tộc và thành công giải phóng cho bản thân và mọi người một lần và mãi mãi. Sau này cũng vì mối thù với bè lũ huyết tộc đã coi mình như thức ăn, Van Hen chính thức gia nhập và trở thành thành viên cốt cán của quân đoàn thợ săn quỷ. Sự phản kháng của Van Hen nhanh chóng lan truyền như một ngọn lửa hừng hực cháy đến với những mảnh đời bị những con quỷ phá hoại. Càng ngày, càng có nhiều thành viên gia nhập hơn vào quân đoàn. Và cũng từ đây, Van Hen đã kết bạn với người đồng hành thân cận nhất của mình, đó là Violet. Tuy nhiên, kể cả bọn họ có lớn mạnh bao nhiêu đi chăng nữa, thì dường như sự chống cự của một bộ phận nhân loại vẫn là quá nhỏ khi đứng trước ách thống trị vững chắc hàng thế kỷ của huyết tộc. Trong một trận chiến, trước sự phản công cuồng bạo của huyết tộc, Van Hen đã dẫn dắt tất cả lực lượng phản kháng tìm đến lâu đài khởi nguyên, hòng tìm được sự che chở. Dẫu đã thành công, mang được những người đồng đội sống sót đến nơi an toàn, nhưng cái giá phải trả vẫn là quá cao. Sự thù hận trong lòng Van Hen càng ngày càng tăng cao, và anh thề sẽ có ngày anh khiến bè lũ huyết tộc phải trả giá cho những tội ác của chúng. Thành viên tiếp theo cũng là người đồng đội của anh chàng Van Hen đã được xuất hiện ở trên, đó chính là cô nàng Violet. Cô nàng được sinh ra ở tại một tiểu thị trấn nơi biên cảnh thuộc vùng đất Tân Liên Hiệp. Thuở nhỏ, nàng đã bị mẹ gửi cho cha dượng của cô nuôi nấng, và vì vậy nên Violet từ nhỏ đã phải bất đắc dĩ sống cùng gia đình nhà cha dượng, nhưng về sau cô cũng bị bọn họ đuổi ra khỏi nhà. Tuy vậy, nhờ vào sự may mắn của bản thân, nàng được một giáo quan của Học viện Cận vệ Liên bang Hoàng gia nhìn trúng và được ông ấy thu nhận. Từ đó, Violet được đặc cách học tại đây và chính thức trở thành học sinh nhỏ tuổi nhất trong học viện. Sau một thời gian học tập, nàng được mọi người công nhận và trở thành nữ bá chủ của Học viện Cận vệ Liên bang Hoàng gia. Sau đó, nàng lại vô tình kết bạn được với anh chàng Van Hen, lúc này cũng đang là học viên được đặc cách tham gia học tập giống như cô. Năm 17 tuổi, bởi vì Violet đã biểu hiện xuất sắc tại một lần thực chiến diễn tập khi cô chỉ dựa vào năng lực của bản thân để đối kháng với bọn ma vật từ khe nứt vực hỗn mang, nên Violet đã vinh dự được học viện cho tặng huân chương cao nhất của học viện, và đồng thời cô còn từ sự việc ấy mà nâng cao được tình hữu nghị với Van Hen. Sau khi tốt nghiệp học viện, Violet thuận lợi gia nhập quân đoàn thợ săn quỷ đời thứ hai cùng với hai thành viên khác là Van Hen và Butterfly. Sau đó, với tài năng của bản thân, cô nàng nhanh chóng trở thành tổng chỉ huy của quân đoàn này. Nhưng bởi vì sau này, nàng lại tham gia vào quá trình điều tra nạn tham nhũng gây chấn động khắp liên bang, để rồi phải đối diện với áp lực lớn đến từ nhiều phía, nên sau đó đã trở thành một lính đánh thuê tự do. Trong khoảng thời gian này, Violet vẫn bảo trì quan hệ tốt đẹp với quân đoàn thợ săn quỷ cũng như Van Hen. Có đôi lúc nàng cần lấy thân phận như một nhân viên ngoài biên chế để hiệp trợ hành động cùng quân đoàn. Thành viên nữ tiếp theo đây cũng dứt áo ra đi chính là Mina. Từ ngày ra đời tại Tân Liên Hiệp, Mina chính là một đứa trẻ bị bệnh dịch nguyên rủa. Phần gáy của cô có vết bớt mang hình dạng lưỡi hái, nhưng vết bớt không phải màu phấn mà là màu đen đậm đặc hắc ám. Năng lượng ma quái từ đó cuồn cuộn trào ra không ngớt ăn mòn dần sinh mệnh của cô. Và nếu muốn ngăn chặn việc đó, thì gia đình Mina phải nhờ sự trợ giúp của thuốc.
Nhưng trên thực tế, thứ thuốc giảm tim ấy cũng không phải gia đình bình dân nào cũng có thể mua được. Cô từ nhỏ đã phải tự đi làm thuê để dùng số tiền lương ít ỏi mua thuốc và đồ ăn nhằm kéo dài tính mạng của mình. Lúc này, Mina còn chưa biết rằng vết bớt hình lưỡi hái nơi gáy cô chính là ấn ký của một ác ma cương đại thời viễn cổ lưu lại. Cho nên, trong tất cả những người bị nhiễm nguyên rủa, chỉ có cô mới càng ngày càng trở nên mạnh hơn. Nhưng cô cũng không muốn gây phiền toái, cho nên luôn cẩn thận giữ kín lấy bí mật của mình. Và sức mạnh của ấn ký cũng bởi vì thuốc giải kim, cho nên không thể bộc phát ra toàn bộ. Đó là nguyên nhân làm cho Mina, cô gái với thân phận thấp hèn, vẫn còn sống yên ổn cho đến ngày nay. Nhưng vận khí tốt kiểu gì cũng sẽ dùng hết, nhất là một thân một mình, lăn lộn giữa chốn hiểm ác dưới đáy xã hội. Mina không thể không sử dụng đến sức mạnh hắc ám để giải quyết phiền phức. Cuối cùng ngày đó cũng đã đến, đủ loại tin đồn dị thường liên quan đến sức mạnh của cô được truyền đến tai những nhân sĩ thượng tầng và bọn họ đã âm thầm vây bắt lấy cô. Tuy đã cố sử dụng sức mạnh của mình để chạy thoát, nhưng Mina vẫn bị bắt làm tế phẩm cho Vera và từ đó Mina đã gia nhập vào binh đoàn lực lượng Sadoa. Một thành viên nữ nữa nằm trong danh sách những thành viên đã không còn sinh sống tại quê hương Tân Liên Hiệp nữa, đó là cô nàng Arum. Trước khi là một tư tế sư tử bảo vệ cho khu rừng nguyên sinh, Arum vốn được sinh ra tại một tiểu trấn nhỏ vùng biên giới thuộc Tân Liên Hiệp. Khi còn bé, cô nàng đã cứu một chú sư tử tên là Leo. Khi đã lớn lên, Arum vì từ chối lời cầu hôn của một người tham gia bữa tiệc trưởng thành của cô mà không ngờ rằng hắn ta chính là lãnh tụ của một tiểu vương quốc. Chính vì điều đó đã khiến cho cha nàng bị ngồi tù, còn Arum lúc này đã trốn đến khu rừng chạng vạng và gặp lại sư tử Leo. Nàng và Leo đã có một cuộc trao đổi, nàng quyết định trở thành tư tế của tộc sư tử để có được sức mạnh cứu lấy người cha của mình. Cũng từ đó, Arum đã trở thành một phần của khu rừng chạng vạng. Và trên đây chính là cốt truyện, các nhân vật có mặt tại các vùng đất khác nhau của Tân Liên Hiệp. Tuy có cùng xuất thân, nhưng mỗi người bọn họ lại chọn cho mình nhiều hướng đi khác nhau để phục vụ cho mục đích của đời mình, đúng không nào? Mọi người có cảm nhận gì về cốt truyện của các vị tướng tại nơi vùng đất Tân Liên Hiệp này? Hãy comment cho tụi mình biết với nhé! Và hãy đừng quên chờ đón những video tiếp theo và đón xem những vị tướng nào sẽ xuất hiện tiếp ở những cốt truyện về những vùng đất khác nhé! Đừng quên like và theo dõi Bom Liên Quân của chúng mình nha! Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau! Bye bye!